Sabai đi kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi bản tin tiếng Việt của Đài Truyền hình Quốc gia Lào. Bản tin ngày hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Văn phòng Quản lý Tài sản Nhà nước Thủ đô Viêng Chăn tổ chức hội nghị báo cáo tổng kết công tác năm 2014-2015 và triển khai kế hoạch năm 2015-2016. Tuyến đường quốc gia cây số 9 huyện Cày Sòn Phố Vi Hàn thuộc tỉnh Savannakhet đến nay công tác xây dựng đã hoàn thành 50%. Sau khi hoàn thành, nó sẽ tạo thuận tiện cho việc đi lại và thương mại của người dân. Chương trình giao lưu gặp gỡ của bà con Việt kiều và cộng đồng người Việt đang sinh sống, học tập, làm ăn tại Lào nhân dịp năm mới Xuân Bính Thân năm 2016 diễn ra vào tối ngày 31 tháng 1. Ngày 3 tháng 2 tại thủ đô Viêng Chăn đã tổ chức hội nghị báo cáo tổng kết của Văn phòng Quản lý Tài sản Nhà nước thủ đô Viêng Chăn năm 2014 đến 2015 và triển khai kế hoạch năm 2015 đến 2016 dưới sự chủ trì của Giám đốc Sở Tài chính thủ đô Viêng Chăn ông Kham Phan Mala Bandit cùng cán bộ nhân viên của Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan tham dự. Tại hội nghị, ông Vilay Phay Phakuma, Chánh Văn phòng Quản lý Tài sản Nhà nước thủ đô Viêng Chăn, đã trình bày báo cáo tổng kết công tác thực hiện năm 2014 đến 2015 và triển khai phương hướng năm 2015 đến 2016. Hiện nay, Văn phòng Quản lý Tài sản Nhà nước thủ đô Viêng Chăn có 5 đơn vị trực thuộc tại văn phòng và 9 đơn vị thực hiện tại 9 huyện thuộc thủ đô Viêng Chăn, là một tổ chức có nhiệm vụ quản lý tài sản nhà nước cấp thủ đô và thu nhập từ tài sản nhà nước vào ngân sách nhà nước, thực hiện theo quy định của pháp luật trong lĩnh vực thủ đô Viêng Chăn. Con số thực hiện thu nhập tài sản tại thủ đô Viêng Chăn của năm 2014-2015 đã đạt ra là 81 tỷ kíp và đã thực hiện được 70 tỷ kíp, đạt 87,14% của kế hoạch. Đối với kế hoạch năm 2015 đến 2016, Văn phòng Quản lý Tài sản Nhà nước sẽ nỗ lực thực hiện nhằm đạt tới 68 tỷ kíp. Ông Vilay Phay Phakuma, Chánh Văn phòng Quản lý Tài sản Nhà nước thủ đô Viêng Chăn đã đề nghị các cán bộ và các cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ để thực hiện tốt kế hoạch năm 2015-2016. Bước sang năm 2016 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm bản lề thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016 đến 2020, thực hiện nghị quyết của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 10, cũng như thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của ngành được giao. Tuyến đường quốc gia cây số 9 từ trung tâm huyện Cày Sòn Phom Vi Hàn, tỉnh Savannakhet đến nay đã hoàn thành hơn 50%, và đây là một tuyến đường quan trọng trong công tác phát triển cơ sở hạ tầng của chính phủ Lào. Tuyến đường quốc gia cây số 9 có chiều dài 242 km và hơn 59 km đã được sửa chữa và bảo trì do chính phủ Nhật Bản tài trợ. Trong đó 70% và 30% của tuyến đường là do Quỹ Bảo trì Đường bộ và vốn ngân sách thông qua Quốc hội phê duyệt. Giám đốc dự án bảo trì đường bộ tuyến đường quốc gia cây số 9, ông Vileviang Sulinthorn cho biết dự án tuyến đường cây số 9 là do chính phủ Nhật Bản tài trợ với tổng giá trị hơn 319 tỷ kíp. Do công ty Hunsai Patana nghiên cứu và xây dựng trong khoảng thời gian hoạt động 3 năm, dự án đã chia thành hai tuyến đường như từ km thứ 105 làng Phonsai, huyện Palansai, đến km thứ 149 làng Sethamuak, huyện Hin, và km thứ 185 làng Labong Kang, đến km thứ 241 làng Đèn Sao Văn, huyện Sepol, có chiều dài 600 mét. Giám đốc dự án bảo trì đường bộ còn cho biết, đến nay dự án đã hoàn thành hơn 50%. Thông qua việc xuống kiểm tra và nghiên cứu vào ngày 27 tháng 1, đã tổ chức lễ bàn giao đối với tuyến đường đã hoàn thành 100%, có chiều dài 20 km và phần còn lại sẽ hoàn thành trong thời gian sắp tới. Tuyến đường quốc gia cây số 9 là dự án quan trọng trong công tác phát triển cơ sở hạ tầng của chính phủ Lào. Người dân huyện Cày Sòn Phom Vi Hàn cũng như tỉnh Savannakhet mong đợi tuyến đường này sớm hoàn thành và đi vào hoạt động, góp phần nâng cao đời sống của người dân, tạo thuận tiện cho giao lưu đi lại và thương mại cho người dân.
Chương trình giao lưu gặp gỡ của cộng đồng người Việt đang sinh sống, học tập, làm ăn tại Lào nhân dịp năm mới Xuân Bính Thân 2016 diễn ra ngày 31 tháng 1, tức là ngày 22 tháng Chạp năm Ất Mùi, trong khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam tại Lào. Quầy báo Xuân Bính Thân năm 2016 với hàng trăm ấn phẩm báo Xuân của báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Bộ Văn hóa Thông tin và Du lịch, Bộ Công Thương. Các ấn phẩm này đều được chuyển từ trong nước sang để trưng bày và tặng miễn phí cho tất cả kiều bào về tham dự Tết cộng đồng chào đón Xuân Bính Thân năm 2016. Suốt 4 năm qua, Quầy báo Xuân luôn là nơi nhận được sự quan tâm đặc biệt của kiều bào khi tới dự chương trình Tết cộng đồng diễn ra trong khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam tại thủ đô Viêng Chăn. Chúng tôi nghe tin tức thì nhiều khi cũng nghe được không không. Nhưng mà cái đọc báo này mình cái trình độ mình đọc đi đọc lại rất kỹ càng, nói chung là rất bổ ích. Tôi mong rằng tất cả các năm hoặc là không phải các năm mà có, nếu có điều kiện thì cũng nên mang báo tí tin tức gì để tặng các kiều bào chúng ta ở đây. Đối với nhiều kiều bào, chương trình đón năm mới Xuân Bính Thân năm 2016 là dịp để họ được gặp mặt, chung vui và chia sẻ những khó khăn trong cộng đồng trong năm Ất Mùi 2015, giáo dục con cháu về một nét văn hóa truyền thống của quê nhà. Và chương trình năm nay càng trở nên có ý nghĩa hơn khi hai đất nước, hai quê hương Lào Việt Nam đang đứng trước những vận hội phát triển mới. Biệt năm nay là một sự thành công của Đại hội Đảng lần thứ 10 của Đại hội Đảng Cộng Nhân dân Cách mạng Lào và lần thứ 12 của Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam thì thành công rực rỡ. Đấy là càng tăng thêm cái niềm phấn khởi của bà con chúng tôi đặt niềm tin vào sự phát triển và phồn vinh, hạnh phúc và kinh tế lớn mạnh của đất nước chúng ta trong một năm mới. Trân trọng chào đón và cảm ơn khoảng 600 kiều bào, cộng đồng người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại Lào. Đại diện kiều bào hai tỉnh Nong Khai và Udon Thani ở Đông Bắc Thái Lan về tham dự chương trình đón mừng Xuân Bính Thân năm 2016. Đại sứ quán Việt Nam tại Lào Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định, sự hợp tác Việt Nam-Lào trong những năm qua ngày càng đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó có sự đóng góp của bà con Việt Kiều và cộng đồng người Việt Nam tại Lào. Đại sứ cũng bày tỏ mong muốn và tin tưởng cộng đồng người Việt tại Lào trong năm 2016 sẽ phát huy truyền thống đoàn kết, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của Lào và hướng về quê hương của đất nước. Ngày mai. Trong năm 2016 này, tôi rất mong tất cả bà con, cô bác trong cộng đồng người Việt Nam tại Lào nỗ lực hơn nữa để tích cực đóng góp vào việc thực hiện thắng lợi ngay từ năm đầu tiên nghị quyết của mỗi đảng, nghị quyết Đại hội 12 Đảng Cộng sản Việt Nam, nghị quyết Đại hội 10 của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, để mà thực hiện thắng lợi ngay từ năm đầu tiên kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm của mỗi nước, và để mà đóng góp thật là thiết thực và hiệu quả hơn nữa vào cái việc không ngừng củng cố, tăng cường cái mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào, Lào và Việt Nam. Trong 2 giờ đồng hồ, chương trình gặp mặt đón năm mới Xuân Bính Thân năm 2016 đã diễn ra trong bầu không khí vui tươi, đầm ấm với tất cả các tiết mục văn nghệ do chính cán bộ đại sứ quán, doanh nghiệp Việt Nam đang hợp tác đầu tư tại Lào và bà con Việt Kiều biểu diễn. Cùng với mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai đất nước, nên có nhiều người lao động Việt Nam đã sang sinh sống và làm việc tại Lào. Vì thế, cứ vào mỗi dịp Tết đến, bến xe Viêng Chăn luôn nhộn nhịp khi có hàng nghìn người lao động Việt Nam trở về quê hương đón Tết bên người thân. Bến xe miền Nam thủ đô Viêng Chăn chiều 24 Tết, tức ngày mùng 2 tháng 2, do phần lớn người lao động về quê đón Tết đã chủ động liên hệ với các nhà xe để đặt chỗ từ
từ trước, nên năm nay ở bến xe không có tình trạng chèo kéo khách. Đây là lần đầu tiên chị Anh trở về quê đón Tết cùng người thân sau hơn một năm làm việc tại thủ đô Viêng Chăn. Dù đã liên hệ với nhà xe để đặt chỗ trước, nhưng chị Anh vẫn thấy bất ngờ khi giá vé tăng gấp đôi so với ngày thường. Là chỉ có 250 là cả ăn. Còn nếu như mà mình không ăn là 200 thôi. Là ngày thường đấy. Còn hôm nay là quá cao. 500 là quá cao, 500 kiếp. Tính nó quy ra tiền Việt là 1.3 triệu hơn rồi đấy. Quá cao. Cũng như chị Anh, dù đã làm việc tại Lào gần 10 năm và năm nào cũng về quê ăn Tết cùng gia đình, nhưng chị Thu cũng không ngờ năm nay giá vé tuyến Viêng Chăn Vinh lại quá cao so với những năm trước, trong khi giá xăng ở trong nước đã giảm. Chị Thu cho biết dù phải trả nhiều tiền hơn nhưng chất lượng phục vụ thì lại không hơn do các nhà xe nhồi nhét là khách. Xe cũng thuần, đường về là thuần thôi, có đều là giá cả là nó cao hơn mỗi năm, ta cao gấp đôi đấy, mỗi năm là cao hơn ít thôi, 30 nhưng năm nay nó lên gấp đôi. Rồi tôi thấy là cùng cái cây nữa là quá đắt đấy. Thế là đường đi là lên xe Nghệ An là không có được ngồi thoải mái. Nó chật quá, nó chép nhiều quá, nhét người nhiều quá nên ngồi không thể ngồi được chân. Anh Bốn quản lý xe khách chạy tuyến Viêng Chăn, Hà Nội cho biết năm nay lượng lao động Việt Nam rời Viêng Chăn về quê ăn Tết ít hơn các năm trước. Nếu như các năm trước, các nhà xe đều phải tăng 2 chuyến mỗi ngày từ đầu tháng, thì năm nay phải đến sau rằm tháng Chạp, các nhà xe mới tăng chuyến. Và do năm nay không có ngày 30, nên các chuyến xe cuối cùng rời Viêng Chăn đưa lao động Việt Nam về quê đón Tết sẽ là ngày 24 Tết, tức là ngày 4 tháng 2. Năm thì để chạy tăng cường chuyến thì nó phải là đầu tháng âm của 12. Nhưng năm nay thì vào tầm ngoài rằm thì vì có khách về nhiều, bởi vì mỗi năm thì là khách ở đây nó sẽ đông hơn. Nhưng năm nay người ta về trước nhiều cho nên là ít. Theo ghi nhận của các nhà xe thì vào dịp Tết năm nay, số lượng người lao động Việt Nam trở về quê ăn Tết không đông như mọi năm. Một nguyên nhân được đưa ra là có thể là do người lao động Việt Nam đã có kế hoạch về quê ăn Tết sớm hơn so với thường lệ. Tuy nhiên, cũng có người cho rằng việc sụt giảm này có thể do tác động của chính sách siết chặt quản lý lao động người nước ngoài của chính phủ Lào có hiệu lực. Quốc hội mới của Myanmar đã bầu chủ tịch và phó chủ tịch lưỡng viện. Tổ chức Y tế Thế giới bày tỏ mối lo ngại về báo cáo xác nhận ca virus Zika lây truyền qua đường tình dục. Chuyển sang thông tin đáng chú ý khác. Ngày 3 tháng 2, Quốc hội mới của Myanmar đã bầu ông Manvin Khientan giữ chức Chủ tịch Thượng viện và ông Ai Thaung làm Phó Chủ tịch Thượng viện. Quốc hội mới của Myanmar đã khai mạc phiên họp đầu tiên tại thủ đô Naypyidaw. Đây là quốc hội do dân bầu đầu tiên sau hơn nửa thế kỷ ở quốc gia Đông Nam Á này. Sau phiên khai mạc, Quốc hội Myanmar đã bầu ông U Win Min thuộc Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ làm Chủ tịch Hạ viện. Ông U Ti Khun Mayat thuộc Đảng Liên minh Đoàn kết và Phát triển làm Phó Chủ tịch Hạ viện. Ông Manvin Khientan thuộc Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ được bầu vào Thượng viện từ khu vực bầu cử Khayin. Trong khi đó, ông Aye Thaung thuộc Đảng Dân tộc Arakan và là nghị sĩ đại diện cho người sắc tộc Rakhine. Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ của bà Aung San Suu Kyi đã giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử diễn ra vào đầu tháng 11 năm 2015 và đang chiếm đa số tuyệt đối trong Quốc hội của Myanmar. Cũng trong ngày 3 tháng 2, Tổ chức Y tế Thế giới đã bày tỏ lo ngại về báo cáo xác nhận ca virus Zika lây truyền qua đường tình dục tại Mỹ. Người phát ngôn của WHO Gregory Hart nhấn mạnh cần phải điều tra kỹ lưỡng hơn về các điều kiện
và tần suất mà virus Zika có thể lây lan qua đường tình dục. Cũng theo ông Kakrihat, hiện muỗi vẫn là trung gian truyền virus Zika chính, nên giới chức y tế các nước cần phải có những hành động để phòng trừ muỗi mang virus Zika cũng như nơi sinh sản của chúng. Trước đó, hôm 2 tháng 2, cơ quan y tế hạt Dallas, bang Texas, Mỹ đã ghi nhận một trường hợp bệnh nhân bị nhiễm virus Zika qua đường tình dục. Bệnh nhân này được cho là đã bị lây nhiễm thông qua người bạn tình vừa trở về từ Venezuela. Mặc dù đã từng có một trường hợp lây nhiễm tương tự, tuy nhiên đến nay, giới khoa học vẫn chưa có một câu trả lời rõ ràng về trường hợp lây nhiễm virus Zika qua đường tình dục. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Sabai đi.